Chào thầy Thái, chào cả gia đình, cộng đồng SE, các thầy cô giáo. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái chủ đề về chăm sóc sức khỏe thuần tự nhiên của mình. Nhưng mà mình sẽ cứ càng ngày thì mình sẽ đi chuyên sâu vào hơn một tí xíu. Vậy thì ngày hôm trước là mình có nói đến cái việc mà làm sao chúng ta phải hiểu rõ cái con người của mình rồi, phải không? Tức là làm sao mà chúng ta phải hiểu rõ được cái con người của mình. Vậy thì trong cái con người của mình là chúng ta phải làm sao có cái sự thực tập, có cái sự thực tập liên tục để mà mình có thể trở về nhận diện nó đúng. Tại vì hầu hết chúng ta là mình có cái nhận thức là rất là cạn, cái nhận thức của mình rất là cạn, và chính cái nhận thức cạn này á là mình đã làm cho nó rất là sai lệch trong cái cấu tạo cũng như là chức năng của cơ thể của mình. Lấy ví dụ như là chúng ta cứ thông thường là mình trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì mình tập trung công việc của mình vào trong cái phần thân, thấy không? Mình tập trung công việc của mình vào cái phần thân ở bên ngoài nhiều, thành ra mình cứ nghĩ đến là cái làm sao tất cả mọi cái công việc của mình, mọi cái chức năng của mình nó đều căn bản ở trên cái phần thân vật lý hết. Đó. Thì như vậy khi mà mình để tâm của mình quá nhiều vào cái hình tướng của thân vật lý, rồi thêm một cái nữa là khi mà mình tắm rửa hay là mình làm bất cứ một cái việc gì mà mình sờ mó được cái thân của mình thì mình lại thấy nó là những cái chất cứng, chất thô. Mình thấy nó là những cái chất cứng, chất thô nhiều quá. Thì như vậy với cái nhìn và với cái tiếp xúc một cách rất là cạn kệch này thì mình cứ nghĩ rằng cái con người của mình đại đa số nó là cứng và thô. Vậy thì để chúng ta duy trì được cái nhận thức này, để chúng ta duy trì được cái nhận thức này thì mình lại thông thường mình sử dụng, mình để tâm, mình chú ý nhiều với các cái loại thức ăn thô nhiều hơn. Hay là nói một cách khác nữa, tức là mình có thể chọn lựa cái thức ăn theo cái hình thức ở bên ngoài, theo cái số lượng, theo cái hình tướng, theo cái những cái mình thích hay là những cái mà mình được quảng cáo. Và thậm chí khi mình ăn thì mình lại không có nhai cho kỹ, nhai cho chậm. Đó là những cái rất là thông thường mà chúng ta bị mắc cái thói quen quá lâu rồi, mắc cái thói quen quá lâu rồi. Và chúng ta nhớ một điều là không có gì tồn tại mãi với thời gian. Cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Đơn giản mà chỉ gọi cái sự là vô thường. Vô thường. Vậy thì cái vô thường này nó biểu hiện ngay trong những cái đơn vị nhỏ nhất mà mình cũng đã học ở vật lý học, hình học, sinh học, hóa học. Vậy thì làm sao mình ứng dụng được cái này vào trong tất cả mọi cái sinh hoạt của mình, trong tất cả mọi cái ứng dụng từ phần thô đến phần mình, tới cả cái suy nghĩ, cái tâm thức, cái trí tuệ. Tại vì nếu như mình hiểu được cái điều này và mình tỉnh thức liên tục, hồi nãy thì thầy Thái có nói là cái vô thường, mình sống trong một ngày, phải không? Coi như đây là cái ngày cuối cùng của mình để sống. Nhưng mà nếu cái người biết cách thực tập thì chúng ta còn phải làm sao mỗi một hơi thở. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào tiếp tục sống nếu chúng ta thiếu cái hơi thở kế tiếp. Thì tương tự như vậy, cái thân của chúng ta nó cũng không thể nào tiếp tục tồn tại nếu chúng ta không đưa vào thức ăn, thức uống. Cái trí tuệ của mình nó không tiếp tục được duy trì
Nếu như chúng ta không động não, không suy nghĩ, không nói năng, không khởi niệm, thành ra đó cũng là lý do tại sao chúng ta thấy khi mà một người bị bệnh nặng, bị trụy tim mạch hay là bị ngất xỉu, thành ra cái người tới là người ta phải vỗ, phải đánh, phải lay, tức là về phần thân vật lý bên ngoài á, thì ta làm sao để cho tất cả những cái phần cơ bắp xương khớp nó còn có cái sự di chuyển. Di chuyển là thay đổi về hình tướng, thay đổi về cái không gian, thay đổi về vị trí. Thì từ cái thay đổi về cái vật lý bên ngoài đó, nó mới làm cho cái dòng máu, dòng dịch ở bên trong nó lưu chuyển. Thì từ cái dòng máu, dòng dịch nó lưu chuyển đó, thì nó mới có thể là nó đẩy cái áp lực để nó tạo nên cái kích hoạt. Tại vì lúc đó có khi là bệnh nhân ngưng thở rồi. Quý vị thấy chưa? Bệnh nhân ngưng thở, không thể thở được rồi. Vậy thì khi mà người ta làm cái hô hấp nhân tạo, người ta đè cái ngực để làm sao cho cái tim của nó co bóp về cái phần vật lý, rồi người ta thổi cái hơi vào miệng, tức là người ta dùng cái bên ngoài để ta phát đó. Nhưng mà những cái đó chỉ là những cái bên ngoài thôi. Vậy thì khi đó mình làm cho cái dòng khí mình nó lưu chuyển chưa đủ, người ta phải nói chuyện, phải không? Người ta phải hỏi tên là phải nói chuyện để làm sao kích hoạt cái tánh nghe, cái tánh cảm nhận, tánh thấy của bệnh nhân. Đến lúc đó thì nếu mà cái người đó bắt đầu nói được thì người ta phải bắt cái người này mở mắt ra để người ta có thể nhìn thấy được, thì lúc đó cái tánh thấy nó phải được đánh thức, kích hoạt liên tục, cái tánh nghe nó phải nghe. Đấy, thì như vậy thì cái đó nó mới tác động vào hệ thần kinh não bộ. Và nếu cái người này nói được nữa thì càng tốt hơn, tức là từ cái tiếp nhận đi ngoài đi vào thì làm sao phải từ ở trong kích hoạt phản hồi ra. Thì như vậy cái dòng tâm thức, dòng suy nghĩ nó còn tiếp tục hoạt động, thì cái người này mới có cơ hội để mà phục hồi trở lại, để sống trở lại dễ hơn, nhanh hơn là những cái người mà cứ nằm sụi lơ. À, thành ra chúng ta thấy khi mà mình sống trong đời sống cũng vậy, nếu mà mình mệt quá mà mình nằm xuống nghỉ vừa phải thôi thì sau đó mình dậy nó sẽ khỏe. Có đau nhức, có mệt mỏi gì cũng cử động tay chân, xong rồi mình hít thở cho sâu, sau đó mình ngồi dậy, rồi mình đứng lên, mình tập thể dục, thì từ từ những cái đau, những cái cứng à, nó bắt đầu nó tan dần, nó thông dần, hơi thở mình nó thoải mái dần. Nhưng mà nếu mà mình làm biếng quá, hay là nếu mà mình không hiểu cái nguyên tắc này, mình cứ nằm mình nướng, mình lăn qua lăn lại, hay mình kéo dài nó ra, thì mình thấy lát cái người mình nó đuối luôn, nó nặng nè. Thành ra để chúng ta hiểu những cái luật vũ trụ vô thường là sự đổi thay từ cái hình thức rất là thô của vật lý bên ngoài cho tới những cái bên trong là cái dòng khí mịn màng và cái dòng tâm thức của mình. Vậy thì chúng ta thấy rằng nếu như mà mình hiểu được cái luật này, mình ứng dụng thêm một khía cạnh khác của luật vũ trụ, tức là luật bảo toàn năng lượng hay là luật hấp dẫn. Vậy thì nếu chúng ta để một cái mất chánh niệm, một cái mất tỉnh giác mà mình hít vào một cái hơi thở cạn quá, một cái bầu không khí ô nhiễm quá, vậy thì khi mà chúng ta để như vậy thì chúng ta sẽ bị gì? Năng lượng hấp dẫn vào, đưa vào cơ thể của mình là những cái ô nhiễm, những cái tù túng. Tương tự như vậy, nếu chúng ta không có cái ý thức được điều này, chúng ta đưa cái thức ăn của mình vào, chúng ta đưa cái thức ăn của mình vào và chúng ta không tìm hiểu cái nguồn gốc, chúng ta không tìm hiểu cái cách chế biến, và đặc biệt nhất là khi nó đi vào trong cơ thể mình thì mình lại không chịu tỉnh thức để nhận biết trọn vẹn, thì làm sao nó có đầy đủ thông tin để nó chuyển hóa, làm sao nó có thể có đầy đủ thông tin để chuyển hóa dù là thức ăn tốt mà nó không được tiếp nhận đầy đủ thông tin, nó cũng còn không chuyển hóa được hết, được đủ, được đúng. Huống chi là những thức ăn của chúng ta càng ngày càng quá sai lầm. Vậy thì tất cả những cái này, tất cả những cái này nó đều là
một cái phần căn bản từ đâu? Từ ý thức tỉnh giác. Từ ý thức tỉnh giác. Và điều này có đổi thay không quý vị? Thưa quý vị, điều này cũng thay đổi liên tục không ngừng. Bởi vì chúng ta muốn nhấc cái tay của mình lên, chúng ta muốn nhấc cái chân của mình lên để bước đi, nó còn chậm, bởi vì nó là hình tướng vật chất, vật lý thô, thành ra nó luôn luôn là nặng nhất, chậm nhất. Thấy chưa? Những cái gì mà có hình tướng thô là nó luôn luôn là nặng nhất, chậm nhất. Cái di chuyển nhẹ hơn là của thể lỏng, nhanh hơn, thông thoáng hơn, lan tỏa hơn là của thể khí, và cao nhất, nhanh nhất là của thể năng lượng. Vậy thì chúng ta thấy ở bên ngoài thì mình cũng đã học rồi, tốc độ đi của ánh sáng và âm thanh, cái nào nhanh hơn? À, ánh sáng và âm thanh cũng là hai nguồn năng lượng không hình tướng. Vậy thì cái nào di chuyển nhanh hơn? Cái âm thanh. À, nó vẫn chậm hơn cái ánh sáng. Cái âm thanh vẫn chậm hơn cái ánh sáng. Thành ra quý vị thấy khi mà hai cái dòng điện của trời và đất giao nhau, khi hai dòng điện của trời và đất, tức là cái từ trường các hạt điện tích dương ở trên mây và các hạt điện tích âm ở dưới đất, nó giao nhau thì nó tạo ra cái gì? Ánh sáng là tia chớp, âm thanh là tiếng sấm rền vang. Vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta nghe cái tiếng sấm trước hay là chúng ta thấy cái tia sáng của tia chớp trước? Chúng ta luôn luôn thấy cái tia sáng trước thì chúng ta mới nghe cái âm thanh sau. Thấy không? Và nếu mà cái tầng mây nó càng cao bao nhiêu, cái sự phóng điện càng mạnh bấy nhiêu, thì cái tia chớp nó càng lóe sáng và cái tiếng động, cái âm thanh, cái tiếng sấm rền vang nó càng lớn, nó càng lan xa bấy nhiêu. Thì như vậy để chúng ta thấy rằng trong tất cả những cái nguồn năng lượng thì cái nguồn năng lượng của ý thức của mình là quan trọng nhất. Và điều này thì hôm trước mình cũng có nói. Làm sao để mà chúng ta hiểu được rằng trong cái con người của mình, trong cái con người của mình thì cái cấu tạo của con người của mình nó chỉ là một phần khá nhỏ của thể vật chất thôi. Cái phần khá nhỏ của thể vật chất. Còn cái phần lớn hơn là những cái phần phi vật chất không hình tướng. Mình thường gọi nôm na nó nằm trong cái phần tâm thức của mình. À, tâm thức của mình. Vậy thì trong cái phần tâm thức này, cái cảm thọ, cái tưởng, cái thức, cái hành, thì như vậy chúng ta thấy cái thức này nó chỉ là một phần rất nhỏ trong tất cả những cái phần thân vô tướng, cái phần tâm thức của mình mà thôi. À, và ngay cả khi chúng ta nhìn kỹ vào cái thức này, khi chúng ta nhìn kỹ vào cái phần thức này thì chúng ta lại thấy nó là cả một cái kho tàng, nó là cả một cái lớn nữa. À, nó là cả một cái chiều sâu nữa. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu như mình không thường xuyên quay trở lại để mà hiểu rõ cơ cấu xây dựng cũng như vận hành trong cái con người của mình nói chung và dòng tâm thức, ý thức của mình nói riêng, thì chúng ta sẽ bị mất khá nhiều cái nguồn năng lượng. Thứ nhất, thứ hai chúng ta sẽ mất cái định hướng, mất đi cái cội nguồn để mà mình nuôi dưỡng hay là mình chuyển hóa cho đúng đắn. Tại sao? Tại vì trong các cái hành thì chúng ta thấy cái hình thức mà chúng ta tiếp nhận ứng dụng sinh hoạt trong đời sống hàng ngày chủ yếu nó biểu hiện trên cái bề mặt của ý thức. Điều này là một cái phần rất nhỏ nha. Chúng ta nhớ đây là một cái rất nhỏ.
nó nhỏ giống như là một cái tảng băng, chúng ta chỉ thấy được cái chóp, cái đỉnh của tảng băng thôi. Chúng ta chỉ thấy được cái chóp, cái đỉnh của tảng băng thôi. Lấy ví dụ như chúng ta thấy là một cái tảng băng, thì mình lấy ví dụ như đây đi, một cái tảng băng. Thì như vậy khi cái tảng băng này nó trôi trên đại dương thì mình chỉ thấy được một cái chóp, cái đỉnh của nó thôi, còn cái phần còn lại nó chìm dưới nước, cái phần còn lại nó chìm dưới nước, nó lớn vô kể, nó lớn gấp bao nhiêu ngàn lần, triệu lần so với cái bề mặt mà nó nổi được trên mặt nước để mình có thể thấy được. Nha. Thành ra cái bề mặt vỏ não của mình nó chỉ là một cái phần phản chiếu rất nhỏ bé của cái phần ý thức của mình mà thôi. Vậy thì chúng ta còn một cái nguồn năng lượng, chúng ta còn một cái kho tàng vận hành lưu trữ thông tin rất lớn ở cái phần dưới ý thức của mình, nó chi phối trong cái đời sống sinh hoạt của mình rất là nhiều. Ở đây để mình nói tới cái vấn đề là mình chăm sóc cả cái kiến thức và kể cả cái tâm thức và là nguồn năng lượng tâm linh. Tại vì đây là cái nguồn gốc, đây là cái căn bản nha quý vị. Lấy ví dụ như bây giờ chúng ta thấy chúng ta đi vào một cái chương trình sân khấu, phải không? Thì như vậy cái người đạo diễn chương trình là cái người phải nắm toàn bộ cái chương trình hết, chọn cái nhân vật biểu diễn, chọn cái âm nhạc, chọn dàn nhạc, chọn cách trang phục, vân vân. Thì như vậy sau đó thì cái người đạo diễn, cái ông bầu này, ông mới phân cái nhiệm vụ ra cụ thể hơn cho từng cái công việc, cho từng cái nhóm. Nhưng rồi đến hồi khi cái người biểu diễn, cái người biểu diễn là cái người nhận hết cái phần kết quả của những cái chỉ đạo từ ông bầu qua các bộ phận âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc, rồi trang trí, rồi trang phục, vân vân, phải không? Vậy thì nếu mà cái người diễn xuất này, biểu diễn này có làm được một cách tuyệt vời bao nhiêu thì đó là cái khả năng tiếp nhận thông tin từ những cái kia và phối hợp chặt chẽ lại với mình. Nhưng mà có khi nếu mà một cái sơ sót, nếu một cái sơ sót thì có thể là lúc mình biểu diễn nó sẽ thiếu đi một cái phần này, hay là nó không đạt được một cái chuẩn kia. Nhưng mà ngược lại, nếu như cái người diễn xuất này mà người ta có một cái sự tập trung hoàn toàn, không để một cái gì bên ngoài phân tâm hết, tức là người ta đã lấy hết tất cả những cái sự thông tin, những cái phối hợp âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc, điệu nhạc, rồi trang phục, rồi tất cả những cái người xung quanh, tức là chẳng hạn như những cái vũ công, vân vân. Nhưng mà cái người này người ta chỉ thoáng qua, người ta lấy hết tất cả những cái thông tin đó lại thôi. Nhưng mà đến cuối cùng khi người ta diễn xuất, người ta hoàn toàn nhập tâm vào cái vai đó, và thậm chí người ta nhắm mắt luôn. Thì như vậy những cái hình ảnh kia, những cái tác động kia nó chỉ đi vào cái phần tâm thức của ý thức thôi. Nhưng mà sau đó người ta lấy cái nguồn năng lượng từ ở bên trong người ta, thì như vậy người ta sẽ diễn xuất ở một cái tầng tuyệt vời. Phải không? Có những lúc mà cái người đó người ta nhập hồn, nhập vai, và không có một cái gì bên ngoài ngay lúc đó chi phối được, thì người ta sẽ dành trọn vẹn cái năng lượng của ta đi vào, thì như vậy người ta diễn xuất rất là tuyệt vời. Ở đây chúng ta cũng vậy, ở đây chúng ta cũng vậy. Nếu như chúng ta lấy hết tất cả những cái của ngoài xã hội, từ thức ăn, thức uống, từ môi trường, từ không khí, từ những cái kiến thức mình học, nhưng mà làm sao khi mình sử dụng hết tất cả những nguồn năng lượng, những cái thông tin đó vào, thì mình phải biết làm sao sử dụng nó để biến nó thành của mình và thành ra một cái tác phẩm độc đáo nhất, tuyệt vời nhất mình có thể, chứ không ai có thể làm được cái điều đó cho mình. Vậy thì mình phải hiểu cái nguyên tắc vận hành và cấu tạo của cơ thể, của ý thức và của tâm thức. Thì như vậy ở đây để chúng ta thấy rằng trong cái phần dưới ý thức của mình nó còn cả một cái kho tàng rất là lớn, rất là sâu, và nó tích lũy ở một khoảng thời gian rất lâu. Vậy thì trên cái bề mặt ý thức của chúng ta,
chúng ta lại có sáu cái công cụ, tức là sáu cái giác quan, và sáu giác quan này nó kết nối để nó phải tiếp xúc với sáu cái đối tượng là trần cảnh bên ngoài. Đây là cái yếu tố quan trọng trên cái bề mặt nổi đây. Tại vì chúng ta đã học luật bảo toàn năng lượng rồi, phải không? Chúng ta đã học luật hấp dẫn rồi, cộng hưởng, hấp dẫn và tương tác rồi. Tất cả nó không khác nhau nha quý vị. Tất cả nó không khác nhau. Vậy thì nếu như chúng ta để một cái nguồn năng lượng rất nhỏ bé của tâm thức được biểu hiện qua cái phần ý thức nổi trên bề mặt vỏ não của mình, mà sau đó chúng ta lại để nó phân hóa, lại để nó bị chi phối ra một lúc đến sáu cái ngõ, thì có phải nó sẽ bị phân tán lực lượng không? Có phải nó sẽ bị giảm thiểu cái nguồn năng lượng tập trung không? Và nếu như chúng ta càng để cho cái ở bên ngoài nó chi phối mình nhiều bao nhiêu thì mình sẽ bị mất năng lượng, mình sẽ bị kéo ra, mình sẽ bị phân tâm nhiều bấy nhiêu. Và cái nguồn năng lượng mà nếu như mình để cho nó lan ra hết tất cả các cửa ngõ như vậy thì nó sẽ thất thoát rất nhanh và rất nhiều, phải không? Rất nhanh và rất nhiều. Vậy thì đây là cái chúng ta thấy chúng ta bị mắc phải. Còn ngược lại, nếu như một người mà hiểu được cái sự vận hành cấu tạo của cơ thể, của tâm thức mình, thì bây giờ mình sẽ làm sao? Mình tập ở mỗi một lúc khi cần thiết thì mình sẽ giới hạn nó lại. Từ cái giới hạn theo cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ nha, từ cái giới hạn theo nguyên tắc căn bản của vũ trụ là nguyên tắc số gì? Nguyên tắc số 3. Nguyên tắc số 3. Vậy thì quý vị thấy chẳng hạn như tại sao khi mình đi vào trong trường học nha, khi mình đi vào trong trường học thì ngày xưa khi mà không có chữ viết, không có dụng cụ dạy học thì cái người thầy cô giáo phải yêu cầu học trò của mình phải tập lắng nghe chăm chú, phải không? Phải tập lắng nghe rất là chăm chú, rồi phải tập trung nhìn cái người thầy giáo, tập trung vào cái người thầy giáo, hay là thậm chí là nhìn vào cái miệng, cái môi, để làm chi? Để mình thấy cái sự di chuyển của môi miệng, của lưỡi, thì lúc đó là mình mới bắt đầu học cái cách phát âm nè, mình mới bắt đầu học cái cách mà diễn xuất đó. Và thêm một cái khi mà mình không có cái điều kiện để mà nhìn thấy những cái dụng cụ trợ giáo, khi mình không có bút viết giấy mực để mà mình diễn xuất nó ra, thì đòi hỏi mình phải tập trung vào những cái mà mình có khả năng như vậy. Nhưng mà khi chúng ta biết kết hợp nguyên tắc số 3 của vũ trụ thì chúng ta thấy tai thì nghe, mắt thì thấy, và cái phần tay của mình, cái phần tay của mình là mình phải thực hành theo, mình phải viết xuống, mình phải viết xuống. Trong trường hợp ngày xưa mà khi mà mình không có được bút viết giấy thì mình sẽ không biểu hiện được cái phần này, thì nó sẽ biểu hiện qua phần nào? Qua cái phần lưỡi. Tức là phải tập trung nhìn vào cái ông thầy giáo, bà cô giáo, cái miệng, cái môi, cái lưỡi, hay là cái tay chân, những cái hành động để cử chỉ, phải tập trung vào cái lỗ tai. Và cái người thầy cô giáo thường lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và không phải chỉ lặp đi lặp lại không thôi, mà người thầy cô giáo này còn yêu cầu cái người học trò của mình lặp đi lặp lại. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy, tai nghe, mắt thấy, miệng nói.
Còn nếu mà không có thì lúc đó tai nghe, mắt thấy, tay viết hay là tay làm, nguyên tắc số 3, ba cái đó nó mới tác động vào. Nó mới tác động vào. Và nếu mà mình chỉ nghe một lần, thấy một lần, nó còn rất là cạn, nó nằm ở trên cái bề mặt ý thức của mình, thành ra tiếng Anh nó gọi là gì? Short term memory, tức là cái trí nhớ rất là cạn, thì sau đó nó sẽ thay đổi, nó biến mất rất là nhanh. Nhưng mà khi mình cứ nghe liên tục, thấy liên tục, thấy liên tục và lặp đi lặp lại liên tục, thì chúng ta hiểu cái này là gì? Là nguyên tắc của hấp dẫn và cộng hưởng, phải không? Tức là khi mình làm nó liên tục rồi xung quanh mình có thầy cô giáo, có bạn bè, mình vừa nghe nó vọng lại rồi mình vừa lặp lại, thì mình càng làm liên tục bao nhiêu thì cái sự cộng hưởng và hấp dẫn nó sẽ nhiều và nó sẽ mạnh bấy nhiêu, tức là nó sẽ đi sâu vào bên trong đó. Thành ra người ta nói học là phải hành, thực hành, thực tập, học hành, học tập là như vậy. Vậy thì từ cái đó nó mới bắt đầu nó đưa vào bên trong sâu hơn, nó gọi là gì, long term memory hay là cái ký ức sâu, cái trí nhớ sâu. Và từ đây mình cũng hiểu luôn nó là gì, nó cũng là cái nguyên tắc của luật bảo toàn năng lượng. Khi anh đưa cái mới vào thì những cái cũ nó sẽ được thay thế đi, khi anh đưa cái tốt vào càng nhiều bao nhiêu thì cái xấu, cái cũ nó sẽ ít bấy nhiêu nha. Cái cũ cái xấu nó sẽ ít bấy nhiêu đấy. Vậy thì khi mình càng nghe, càng thấy, càng nói điều lành, điều thiện, điều tốt nhiều bao nhiêu thì nó lực hấp dẫn cộng hưởng nó sẽ đưa vào nhiều bấy nhiêu. Và khi mà cái này nó càng tích lũy được nhiều bao nhiêu thì những cái cũ, những cái xấu, những cái không tốt đẹp nó sẽ bị đẩy đi xa bấy nhiêu, nó sẽ bị mất đi, nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Đây là nguyên tắc của luật bảo toàn năng lượng. Vậy thì từ cái ký thức cạn nằm trên cái bề mặt ý thức này, từ cái ý thức cạn nằm trên bề mặt ý thức này, nó sẽ được dần dần huân tập để nó đi vào cái ký ức, cái trí sâu ở bên trong. À, và sâu vào bên trong như vậy thì như vậy nó mới bắt đầu nó lưu giữ, nó lưu giữ. Và nếu như chúng ta càng huân tập nó nhiều, càng thực tập nó nhiều thì nó mới bắt đầu nó tích lũy. Tại vì nhớ là không có gì tồn tại mãi với thời gian. À, và nó khác biệt, nó khác biệt với những cái cơ bệnh phận khác. Lấy ví dụ như bây giờ quý vị là một cái người mê đọc sách, bây giờ mình cái diện tích phòng của mình chỉ có 3 mét chiều ngang, 4 mét chiều dài, là 12 mét vuông, phải không? Bây giờ mình có 500 cuốn sách, hơn 100 cuốn sách thôi, mình có 100 cuốn sách ban đầu thì mình sẽ để lên một cái kệ ở một cái mép tường nào đó. Nhưng mà giờ càng ngày mình càng mê sách, đi mua sách về, thì giờ mình năm sau mình sẽ có 200 cuốn sách. Bây giờ mình không có chỗ để làm sao? Cái người thông minh thì mình sẽ không có tiền để mua cái nhà mới, mình chỉ có được một căn phòng đó thôi. Vậy thì bây giờ mình sẽ thông minh hơn làm sao? Mình đẩy cái kệ sách ra và bây giờ mình làm nó thành hai mặt, mặt trước và mặt sau, phải không? Tức là nó thể gấp đôi được cái diện tích để mình bỏ sách lên. Rồi giả sử như mình tiếp tục thích yêu mua sách mới về, năm sau nữa mình có thể 100 cuốn sách, là 300 cuốn. Vậy thì giờ làm sao? Mình lại tiếp tục làm thêm một cái kệ khác ở một cái phía tường khác. Năm kế tiếp mình lại mua thêm 100 cuốn sách nữa, mình có 400 cuốn sách. Thì làm sao? Mình lại đẩy cái kệ đó ra khỏi tường và mình làm thêm cái phần sau của nó. Tức là bây giờ hai mặt tường của mình có hai cái kệ trước và sau. Và nếu như mình cứ tiếp tục yêu sách, càng ngày càng có nhiều sách mới nó ra, kiến thức mới ra, vậy thì mình phải làm sao? Mình phải biết cách làm như thế, và mình cũng phải biết cách buông bỏ những cái cuốn sách cũ đi, phải không? Mình phải biết cách buông bỏ những cái cuốn sách cũ đi, những cuốn sách mà nó lỗi thời đi. Đó là một cái kế tiếp là mình phải biết phân loại, mình phải biết phân loại các cái sách của mình. Tại vì khi mình càng có nhiều sách bao nhiêu thì mình sẽ càng rối bấy nhiêu. Nếu như mình không biết phân loại, mình phải phân loại nó theo cái kệ này là sách về khoa học này, cái kệ kia là sách về y học này, cái kệ nọ là sách về văn học này, phải không?
Trong cái khẩu sách khoa học mình phải phân ra cái chỗ này nè là khoa học tự nhiên, cái chỗ kia là khoa học xã hội. Thì nếu mình tiếp tục có nhiều sách hơn nữa thì trong cái khoa học tự nhiên mình phân ra cái chỗ này là sinh vật học nè, chỗ kia là toán học, chỗ này là vật lý học. Phải không? Trong cái văn học mình có văn học huyền thoại, văn học giả tưởng, văn học hiện thực, rồi thơ ca. Thì như vậy khi mà mình làm một cách ngăn nắp gọn gàng, đúng bài bản thì mình sẽ có khả năng chứa rất nhiều sách mới và mình có khả năng là lấy cái cuốn sách đó rất nhanh. Thậm chí mình nhắm mắt, mình tắt đèn, mình vẫn có thể đi tới ngay cái kệ đó lấy đúng cái cuốn sách mình muốn. Nếu như khi mà mình làm một cách rất là ngăn nắp, một cách rất là chánh niệm, mình đặt cái cuốn sách đó lên theo đúng cái vị trí của nó, theo đúng cái tổ hợp của nó. Phải không? Còn nếu giả sử như giờ lúc đầu mình có 100 cuốn sách, mình thấy nó đại với cái kệ đó, mình thấy mình góc đó, khi mình cần mình biết là mình có mua cuốn sách đó, nhưng mà giờ mình tới mình lục nó cũng mất khá nhiều thời gian để lục ra một cuốn sách trong 100 cuốn sách, quý vị thấy chưa? Huống chi khi mình có 200 cuốn, 300 cuốn, mình biết là mình có mua cuốn sách đó, mình có đọc nó qua, nhưng mình đọc không có chánh niệm, mình không có lặp đi lặp lại, nên mình không có nhớ một cách chính xác. Bây giờ mình muốn kiểm chứng là mình tới mình lục mà trong một cái đống 200-300 cuốn sách, mình lục ra một cuốn sách mất bao nhiêu thời gian. Mà có khi mình càng đi muốn tìm nó lại càng khó ra. Phải không? Vậy thì cái não của mình cũng thế. Cái não của mình là cái căn phòng. Nó có một cái không gian giới hạn. Quý vị nhớ là nó có cái không gian giới hạn. Và cái tế bào não của mình nói riêng, nói chung, và cái tế bào trí nhớ, cái memory cell của mình nói riêng, nó sẽ giảm dần theo thời gian luôn nha, chứ nó không phải là còn cố định như là cái không gian của cái não bộ của mình hay là cái phần của mình, nó sẽ giảm dần theo thời gian, nó sẽ thay đổi. Vậy thì cái thông tin và cái kiến thức mình nạp vào càng ngày càng nhiều, giống như là càng ngày mình càng yêu thích sách, mình mua sách vào, vậy thì nó sẽ khác với cái nhà bên ngoài. Thứ nhất, nó nhỏ hơn. Thứ hai là diện tích phòng nó lại càng thu hẹp lại dần, mà cái lượng thông tin kiến thức mình đưa vào càng ngày càng gia tăng. Vậy thì mình phải biết làm sao, tức là mình phải biết sắp xếp cái kệ của mình trước hết, tức là về hình thức không gian mình phải biết làm sao tạo ra những cái kệ như thế nào mà tiện lợi nhất, gọn nhất, dễ dàng, ngăn nắp nhất để mình sắp xếp và để cho mình đi vào mình lấy. Đó là cái điều trước hết. Điều thứ hai là mình phải biết phân loại nó ra. Phân loại nó ra, cái nào nó thuộc chủ đề nào, ở đâu, nó nằm trong cái khu vực nào. Là mình phải có một cái tầm nhìn, phải không? Chẳng hạn giờ mình nếu mình có ba cái kệ thì bây giờ mình phải phân bổ là cái lượng sách nào nhiều nó sẽ nằm ở cái khu vực nào. Cái lượng sách, loại sách nào mà mình thường sử dụng nhất nó phải để ở cái vị trí nào dễ dàng lấy nhất. Rồi kế tiếp là chi tiết hơn, là trong cái đó với nãy mình nói là khoa học tự nhiên, nếu những người thích khoa học tự nhiên thì khoa học tự nhiên sẽ ưu tiên. Vậy thì trong cái khoa học tự nhiên đó, nếu như mình chuyên ngành về hóa học vật lý thì như vậy cái số lượng sách hóa học vật lý nhiều nó sẽ ở cái vị trí dễ dàng lấy nhất, và mình phân loại nó ra vật lý lượng tử khác, vật lý căn bản, hóa học căn bản khác, hóa sinh khác, và mình sắp xếp nó theo cái thứ tự tùy theo mình, có thể là theo tác giả, có thể là theo năm sản xuất. Và khi mà mình đặt cái cuốn sách lên kệ, mình có mặt trọn vẹn, mình biết rất rõ nó nằm trước cuốn nào, nằm sau cuốn nào, nằm ở kệ nào, thì như vậy bảo đảm quý vị nhắm mắt tắt đèn vẫn đi tới lấy được đúng cuốn sách của mình mong muốn. Còn nếu như mà mình không có sự tập trung, không có chánh niệm, không biết cách mà sắp xếp nó như vậy, thì cho dù mình có hàng trăm hàng ngàn cuốn sách, có khi nó vô ích, có khi nó làm rối thêm, có khi nó làm mình mất thời gian, mình mất năng lượng rất nhiều để đi tìm một cái thông tin rất là căn bản. Thì như vậy trong cái não bộ của mình cũng thế, càng ngày cái không gian não của mình nó không thay đổi, nhưng mà những tế bào để ghi nhớ nó sẽ thay đổi, nó sẽ giảm dần, và cái số lượng thông tin kiến thức chúng ta đưa vào càng ngày càng nhiều. Vậy thì mình phải biết loại bỏ cái gì và cần giữ cái gì, mình phải biết sắp xếp ngăn nắp. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải có một cái tầm nhìn, mình phải có cái ý thức tỉnh giác khi mình đưa cái thông tin đó vào.
Thì như vậy khi mình cần mình lấy nó ra, không mất thời gian, không mất năng lượng, thì đó là cái điều thứ nhất ở nằm trên cái phần cảm thôi quý vị. Nhớ là cái đó là cái nằm trên phần cảm thôi nhé, tức là vẫn là từ cái ý thức này, từ cái cách sắp xếp bố trí bên ngoài cho đến đưa vào cái tầng gọi là gì, short term memory, rồi rồi sau đó mình đưa vào cái long term memory. Đấy. Chưa đủ, những cái này nó vẫn còn thay đổi, mà cái gì có thay đổi thì chắc chắn nó sẽ không bền vững và nó sẽ không bình an. Quý vị thấy chưa? Nếu cái gì còn thay đổi thì cái đó không có chân thật, không có trường tồn, nó còn lên còn xuống, còn đến còn đi. Vậy thì qua hết tất cả những cái lớp đó, làm sao chúng ta nhận được một cái sâu hơn, một cái thường hằng hơn, một cái vĩnh cửu hơn, để chúng ta mới có được cái sự bình an.